180 mét vuông cho một lô đất biệt thự cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ 8 km, giá 7,2 triệu một mét vuông, nằm ngay vị trí xã Diên Toàn, nay gần vị trí quy hoạch chợ đầu mối mới của thành phố Nha Trang, nằm trong quỹ đất sau này sáp nhập vào thành phố Nha Trang. Đó, và gần bến xe liên tỉnh mới. Thì hôm nay NTV đưa mọi người đến coi một sản phẩm đất đường hai đường ô tô né nhau, nằm trong khu dân cư thuộc xã Phước Trạch, Diên Toàn cả nhà ha. Đây là đường vào đây. Đường vào này thì mọi người nhìn rất là quen đúng không ạ? Đây là đường vào chùa Suối Đổ cả nhà. Xung quanh thì dân cư hiện hữu, đường xá rất là rộng luôn ạ. Thì lô đất này nó có một cái thế là khá là chìền, lưng tựa núi, một mặt tiếp giáp đường và hướng xuống phía cánh đồng đó. Thì phù hợp cho quý cô chú anh chị có thể làm một căn nhà vườn mini hoặc căn biệt thự nhỏ để ở, tại vì giao thông từ Nha Trang lên rất là thuận lợi, cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ 8 cây số và cách đường Võ Nguyên Giáp 1,5 cây vào nơi rồi. Đường rất là rộng phải không ạ? Hai ô tô né nhau thoải mái luôn. Đi quay cho cả nhà coi. Chúng ta đi từ ngoài đường Võ Nguyên Giáp vào đây thì gặp cái ngã ba là cua tay trái, là cua trái vào khu dân cư. Hai bên thì nhà cửa hiện hữu rồi, điện nước tận nơi. Đó, chúng ta đi vào từ ngã ba này vào đất chỉ có 200 mét thôi. Đó, ngay vị trí kia. Thì lô đất chúng ta là bên tay phải, nó hướng lưng tựa vào núi. Đường thì đoạn này rộng khoảng 6 mét và hai bên đều có cống cấp thoát nước rồi, cho nên chúng ta không lo lắng cái việc động nước cả nhà ha. Đất thì thế đất nó cực kỳ đẹp. Nhà cửa sẽ san sát nhau rồi. Thì view xuống đây thì đất của ta là hướng nhiều là hướng Tây nha, Tây trách Nam một ít, rất đẹp. Chúng ta về làm một căn nhà nhỏ thế này. Đường này thì thông sang Diên An luôn, đất của Diên Toàn. View xuống phía này, trên đất thì chúng ta có ít chuối và ít xoài, cực kỳ đẹp. Lối đây mặt tiền 6 mét. Đây có hai hàng chuối này với một số cây xoài này, đường rất là thông thuận, nó từ kia vào đây có 200 mét thôi. Đường này thông sang xã Diên An. Đây vị trí giáp danh Diên An và Diên Toàn. Thế đất rất là cao ở nhà và được xây tường gạch bao quanh bốn bề rồi. Nói chung là với 7,2 triệu mét vuông nhân với 180 mét thì nó chỉ rơi vào 1,3 tỷ cho cái nền này, thì quá rẻ với anh chị ạ. Điện nước dân cư tận nơi, thế tất thì đá ra chìa sực xây ranh giới là rõ ràng luôn. Đây, trên đất thì có 2 cây xoài và 1 ít cây chuối. Quý cô chú anh chị mà nghỉ dưỡng cách thành phố Nha Trang không quá xa, 10 phút đi xe máy hay đi ô tô thì có thể chọn lô này, đi lại an toàn thuận lợi, dân cư hiện hữu không lo lắng gì cả. Chung đất Diên Toàn là bữa nay hơn 7 triệu mét vuông là khá hiếm rồi đó, giá là trên 10 hết rồi. Nó có một sản phẩm đất này rẻ thế này thì Hoàng TV tranh thủ quay cho quý vị anh chị xem. Pháp lý sổ riêng không lo lắng gì cả. À, đây chúng ta view cái view chúng ta xuống cánh đồng này này. Qua hàng chuối này chúng ta thấy lại độ Võ Nguyên Giáp luôn, rất là thoáng. Diện tích mini và số tiền vừa phải. Ví dụ có 2 tỷ trong tay thì chúng ta 1 tỷ 3 mua đất, còn lại chúng ta xây căn nhà nhỏ ở là quá ok luôn. Ở phố thì không có những diện tích như thế này đâu. Rồi quý anh chị, cô chú anh chị có nhu cầu đi xem thì inbox vào nhà TV, có số điện thoại trong phần mô tả nhé.
Xin chào các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.